Vietnam Airlines và Vinpearl đề xuất tặng 5.000 kỳ nghỉ trọn gói tri ân lực lượng y tế tuyến đầu. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Vietnam Airlines và công ty cổ phần Vinpearl thuộc tập đoàn Vingroup đã đề xuất lên Bộ Y tế chương trình tri ân những chiến binh áo trắng. Theo đó, 5.000 kỳ nghỉ 5 sao trọn gói bao gồm 10.000 vé máy bay khứ hồi và 10.000 đêm villa sẽ được hai đơn vị này chung tay dành tặng cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 như một món quà tri ân đặc biệt. Chương trình tri ân ý nghĩa do Vietnam Airlines và Vinpearl đề xuất sẽ được gửi đến các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên tuyến đầu theo danh sách do Bộ Y tế cung cấp. Cụ thể, hai bên sẽ dành tặng các chiến binh áo trắng 5.000 kỳ nghỉ trọn gói, gồm một cặp vé máy bay khứ hồi hành trình nội địa và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại hệ thống nghỉ dưỡng 5 sao dành cho tối đa 4 thành viên trong gia đình, ngay sau khi Việt Nam công bố hết dịch trên toàn quốc. Trong đó, Vietnam Airlines sẽ đài thọ 10.000 vé máy bay khứ hồi, tương đương 5.000 cặp vé, đồng thời giảm 75% giá vé máy bay cho tối đa 2 người đi cùng mỗi y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Vinpearl dành tặng 10.000 đêm villa, tương đương 5.000 chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm dành cho 4 thành viên trong gia đình tại các quần thể du lịch nghỉ dưỡng trên toàn hệ thống. Kỳ nghỉ đã bao gồm trọn gói toàn bộ dịch vụ phòng ở, ẩm thực 3 bữa trên ngày và vé vui chơi giải trí tại các công viên chủ đề VinWonders và Vinpearl Safari. Chương trình tri ân được áp dụng trên các đường bay nội địa của Vietnam Airlines kết nối với các điểm đến có cơ sở nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Vinpearl. Vietnam Airlines và Vinpearl sẽ triển khai chương trình trong 6 tháng kể từ thời điểm chính phủ Việt Nam tuyên bố hết dịch trên phạm vi cả nước và không muộn hơn ngày 30 tháng 6 năm 2021. Với các dịch vụ của hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không và nghỉ dưỡng tại Việt Nam, những chiến binh áo trắng sẽ có cơ hội tận hưởng một kỳ nghỉ hồi sức chất lượng nhất sau khoảng thời gian dài chiến đấu kiên cường đầy gian khổ, góp phần giúp cho Việt Nam chiến thắng đại dịch. Cùng với sự ghi nhận và biết ơn của toàn xã hội, việc dành món quà này là hành động thiết thực để Vietnam Airlines và Vinpearl tri ân lực lượng y tế, đặc biệt là những chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Đánh giá về sự đồng hành của Vietnam Airlines và Vinpearl đối với lực lượng y tế, đại diện Bộ Y tế cho biết, sự tham gia của các doanh nghiệp như Vietnam Airlines và Vinpearl sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Cùng với sự đồng hành và nỗ lực của cả xã hội, chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng dịch bệnh. Đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận và có ý nghĩa xã hội với quy mô lớn nhất dành riêng cho lực lượng y tế do Vietnam Airlines và Vinpearl phối hợp thực hiện. Trước đó thì Vietnam Airlines và Vinpearl cũng đã ghi nhận là những doanh nghiệp có nhiều nỗ lực và hoạt động đóng góp tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công cuộc phòng chống dịch bệnh trên cả nước. Như Vũ, Antinews.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, định hướng của Vingroup trở thành tập đoàn đẳng cấp quốc tế nhưng trước hết phải chấp nhận thua thiệt giai đoạn đầu. Chủ đề của báo cáo thường niên năm 2020 của Vingroup là mở lối tiên phong. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup chia sẻ với các nhà đầu tư định hướng phát triển của Vingroup là trở thành một tập đoàn đẳng cấp quốc tế, lấy khối công nghiệp, công nghệ làm trọng tâm để hình thành các thương hiệu quốc tế. Ông Phạm Nhật Vượng mở đầu về hướng đi của Vingroup như sau. Điều này không chỉ có ý nghĩa với Vingroup mà còn là sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Nhưng trước hết, cần phải thành công ở thị trường trong nước. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ phải nỗ lực vượt bậc, liên tục vượt qua chính bản thân.